lại đấy. Ca khúc Bằng Con Chất Trước Tới Xinh Xinh Ở Đời. Và sau đây xin kính mời quý vị lắng lòng trải nghiệm chiếc máy nhân sinh trong ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát Thì Lại. Xin cảm ơn các bạn đang chịu có mặt rồi. Chúng tôi đến bên này bài hát này có một bài trang sĩ Phạm Duy thì cũng như chị đã giới thiệu hết rồi, cũng là bàn tay, nhưng nói về bàn tay của người phụ nữ chứ không nói về bàn tay của người đàn ông. Thank you.
một thứ sang khi mình ngờ được trong ngày bạn thấy em mà vui bạn thấy bảo bạn bàn tay son mây